Hi mọi người, hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 2023. Và hôm nay hàng xóm nhà mình đang sửa nhà và mình đợi mãi mà họ không dừng lại, thôi mình cứ làm vậy chứ mình không biết là liệu trong quá trình mình làm thì nó có kêu ồn ào hay không. Hiện tại thì mình đang học đến khóa Lam Rim số 35. Hôm qua thì mình học được một bài rất là hay cho nên hôm nay mình sẽ làm một clip để chia sẻ cho mọi người nhé. Trong cuộc đời chúng ta thì hàng ngày, hàng giây, hàng phút thì chúng ta đều đang tạo ra những hạt giống, đúng không? Có thể là những hạt giống tốt hoặc những hạt giống xấu. Và cho đến khi đến thời điểm mình qua đời thì mình sẽ có hàng triệu hạt giống ở trong tâm trí của mình. Và tâm trí của mình thì nó chỉ chọn đúng một hạt giống thôi ạ. Đúng một hạt giống trong hàng triệu hạt giống đấy để xác định xem là mình sẽ đi về đâu, cuộc sống trong kiếp kế tiếp của mình như thế nào, đúng không? Vậy thì cái tầm quan trọng của việc lựa chọn hạt giống đó là mình phải hết sức cẩn thận và mình sẽ phải rèn luyện để có thể đến cái thời điểm đấy, đúng không? Mình có thể lựa chọn được hạt giống tốt để đưa mình vào một thế giới tốt đẹp. Còn nếu mà mình không cẩn thận thì mình sẽ chọn vào cái hạt giống xấu và nó sẽ khiến cho toàn bộ cái kiếp kế tiếp của mình sẽ sống trong đau khổ. Vậy thì hôm qua mình đã học được Lam Rim số 35, bài học số 4 và số 5. Thì mình thấy đó là một bài rất là ý nghĩa. Thầy có hướng dẫn là cách rèn luyện làm thế nào để chúng ta có thể lựa chọn được hạt giống tốt này. Trước tiên thì chúng ta sẽ cần hiểu về 4 nguyên tắc mà hạt giống sẽ được kích hoạt. Đầu tiên, nguyên tắc đầu tiên đó là hạt giống nào mà xảy ra trước thì sẽ được kích hoạt trước. Ví dụ những hạt giống mà mình làm từ khi mà mình còn nhỏ ấy, theo nguyên tắc, đúng không, thì nó sẽ được kích hoạt trước. Nó sẽ kích hoạt trước những hạt giống mà đến khi lớn lên mình mới làm. Đấy là quy tắc số 1 nhé. Giống như quy tắc trong kế toán ấy, nhập trước xuất trước, đúng không? Thì hạt giống nào xảy ra trước thì sẽ được kích hoạt trước. Quy tắc số 2 đó là có thể là trong cuộc đời mình, đúng không, mình sẽ làm một số hạt giống mà một cách đều đặn thành một thói quen ấy. Hàng tuần, hàng tháng, hàng năm mình làm cái hạt giống, mình thực hiện cái việc đấy trong rất nhiều năm, đúng không? Thì cái hạt giống số 2 này nó sẽ mạnh hơn hạt giống số 1. Cho nên là khi để so sánh giữa hai hạt giống này thì cái hạt giống số 2 này nó sẽ đứng trước và nó sẽ được kích hoạt trước hạt giống số 1 khi tại thời điểm mà mình qua đời, đúng không? Ví dụ như là mình thấy có rất nhiều bạn nói là ví dụ hàng tuần các bạn ấy đều đến trung tâm bảo trợ xã hội này, hàng tuần, tuần nào cũng như thế, đúng không? Thì đấy chính là cái hạt giống mà thói quen của mình ấy, và nó sẽ mạnh hơn là những hạt giống mà xảy ra từ khi mình còn nhỏ. Tiếp theo đó là trường hợp số 3, hạt giống số 3, đúng không? Hạt giống số 3 là hạt giống mà nó nảy sinh ngay tại thời điểm mà mình sắp qua đời đấy. Ví dụ như là khi mình sắp qua đời, mình dần mất ý thức rồi, nhưng mà có một cái tình huống gì đó xảy ra khiến cho mình trở nên rất tức giận với một ai đấy, đúng không? Thế là cái hạt giống xấu của mình đột nhiên nó nảy sinh và chính là cái hạt giống số 3 này nó mạnh hơn cả hạt giống số 2 và mạnh hơn cả hạt giống số 1. Cho nên nó sẽ đứng trước và nó sẽ dẫn mình đến một thế giới tiếp theo. Ví dụ trong trường hợp mà mình tức giận thì chắc chắn là cái kiếp kế tiếp của mình nó sẽ là một cái kiếp khổ rồi, đúng không? Và tiếp theo hạt giống số 4, cái nào mạnh hơn cả cái số 3 đó, cái mạnh hơn cái số 3 đó chính là cái hạt giống mà rất là nghiêm trọng mà mình đã làm trong cuộc đời này ấy. Có thể là theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. Ví dụ về mặt tích cực thì nó làm có thể là mình đã cứu một ai đấy, cứu mạng sống của một ai đấy, đúng không? Thì đấy một hạt giống rất là đẹp và nó mạnh hơn cả ba hạt giống đầu tiên, cho nên nó sẽ đứng trước. Hoặc là trong cuộc đời mình đã làm một cái việc rất tệ hại, nó rất là mạnh, ví dụ sát sinh, giết người chẳng hạn, thì hạt giống này cũng mạnh và nó sẽ đứng trước ba hạt giống còn lại, đúng không? Vậy thì mình đã hiểu quy tắc 4 hạt giống sẽ được kích hoạt, đúng không? Đầu tiên, nếu không có gì xảy ra thì bình thường thì nó sẽ là hạt giống nào thực hiện trước thì xảy ra trước, đúng không? Tiếp theo, hạt giống thói quen sẽ nhảy lên trước, đúng không? Nếu như mà mình làm nó một cách thường xuyên trong rất nhiều năm. Tiếp theo là một cái cảm xúc mãnh liệt nào đấy tại thời điểm mình qua đời. Và cuối cùng là hạt giống cực kỳ nghiêm trọng, có thể là rất là mạnh mẽ, đúng không? Nghiêm trọng tiêu cực hoặc là nó rất mạnh về mặt tích cực chẳng hạn, thì nó sẽ đứng trước ba hạt giống còn lại. Vậy thì làm thế nào, đây là quy tắc 4 hạt giống, kích hoạt của hạt giống, và làm thế nào để tại thời điểm mình qua đời mình có thể lựa chọn được một cái hạt giống tốt nhất, thì thầy có hướng dẫn một bài thiền. Mà bài thiền này thực ra nó không hẳn, mình nghĩ là nếu mà nói về thiền thì có thể là mọi người hơi ngờ nghi hoặc một chút, nhưng mà các bạn hãy nghĩ rằng chỉ đơn giản là hướng suy nghĩ của mình đến điều gì thôi, đúng không? Thì đây là một bài thiền mà
mình sẽ thực hiện trước khi mình đi ngủ. Tại sao lại như thế? Tại vì cái trạng thái tâm trí của mình khi đi ngủ ấy, nó cũng gần giống như trạng thái tâm trí của mình khi mình qua đời ấy. Tức là ban đầu trạng thái tâm trí của mình sẽ là trạng thái mà mình nhận thức được những thứ xung quanh, đúng không? Sau đấy cái nhận thức của mình nó sẽ giảm dần, đúng không? Và đến một thời điểm mấu chốt, đúng không, thì là mình sẽ mất cái ý thức về thế giới xung quanh, đúng không? Và mình rơi vào cái trạng thái là như thầy mình giảng, nó là cái trạng thái mà tâm trí cơ bản nhất. Và trạng thái tâm trí đấy như là trạng thái tâm trí của một con vật ấy. Có nghĩa là nếu mà mình thực hành cái trước khi mình đi ngủ, đúng không, mình thực hành cái bài thiền này thì mình thành thói quen, thì khi mình qua đời, đúng không, thì mình có thể quen thuộc với cái việc đấy và mình có thể kích hoạt được cái hạt giống tại thời điểm mấu chốt này, đúng không? Nếu tại thời điểm mấu chốt này mình chuyển từ giai đoạn có ý thức này sang mất ý thức, tại thời điểm mấu chốt này mà mình kích hoạt được cái hạt giống tốt của mình, thì chắc chắn là cái hạt giống tốt này nó sẽ đưa mình đến một cái thế giới tốt đẹp hơn. Vậy thì cái bài thiền này thực ra nó khá là nó cũng dài, nó chẳng phải nổi tiếng, nhưng mà mình nghĩ là để tóm tắt, mình nghĩ là mình sẽ chỉ cần cái mà mình cần quan tâm nhất, đó là trước khi ngủ, đúng không, khi mà mình đặt đầu xuống gối này, đúng không, mình bỏ hết tất cả các điện thoại ra, mình không còn điện thoại hay không nghịch lung tung, mình mới đầu bắt đầu suy nghĩ. Và suy nghĩ của mình sẽ bắt đầu từ đâu? Đầu tiên nhé, mình sẽ có 4 suy nghĩ, đúng không? Suy nghĩ đầu tiên đó là mình sẽ suy nghĩ về những cái việc tốt đầu tiên trong cuộc đời mình mà mình đã từng làm mà mình còn nhớ được, đúng không? Ví dụ như là hồi lúc 6 tuổi hay lúc 7 tuổi mình đã làm những việc tốt gì, kể cả những việc nhỏ cũng được nhé. Có thể mình giúp bố mẹ nấu cơm, rửa bát này, hoặc là cấp 1 thì mình giúp bạn bè học bài này, hay là tức là bất cứ một việc tốt nhỏ nào đấy mình đã từng làm thì mình hãy nhớ đến cái việc tốt đấy, đúng không? Đầu tiên, quy tắc đầu tiên đấy, nghiệp trước xuất trước, đúng không? Thì bây giờ bước đầu tiên là mình nhớ về những việc tốt đầu tiên mình từng làm từ khi mình còn nhỏ. Và có thể là những hạt giống này sẽ được kích hoạt khi mà mình qua đời, đúng không? Bước thứ 2, suy nghĩ số 2, sau khi nghĩ cái bước số 1 rồi nhá, thì suy nghĩ số 2 của mình đó là có thể sau này lớn lên thì mình có làm một cái thói quen nào đó tốt hay không? Mình có giúp đỡ thường xuyên một ai đấy hay không, đúng không? Ví dụ hàng tuần thì mình, như chị mình thì mình thấy chị mình đi phát cháo này hàng tuần, đúng không? Hoặc là có một ai đấy mà tuần nào cũng đi đến trung tâm bảo trợ xã hội để giúp đỡ cái trẻ em thiếu thốn ở đấy chẳng hạn này, đúng không? Hoặc là mình quyên góp tiền hàng tháng cho một đối tượng nào đấy, thì đấy chính là một cái hạt giống thói quen. Và nó sẽ, cái hạt giống thói quen này cũng có thể kích hoạt khi mình qua đời, đúng không? Thì đấy là trường hợp số 2, đó là hạt giống về thói quen. Ok, và tiếp theo mình hãy, khi mà mình nghĩ đến hạt giống thói quen, đúng không, mình đã làm những việc tốt gì, thì mình bắt đầu nghĩ đến là liệu cái hạt giống thói quen này có thể đưa mình đến một thế giới như thế nào, đúng không? Ví dụ như là hàng tuần mình đều quyên tiền cho một tổ chức nào đấy, thế là mình có thể được tái, mình có thể tưởng tượng đến là mình có thể tái sinh ở một nơi mà mình không bị thiếu thốn về tiền bạc, đúng không? Hoặc là mình tuần nào mình cũng đi giúp đỡ người khác làm gì đấy, thì là mình sẽ được tái sinh vào một nơi mà mình luôn luôn được mọi người giúp đỡ, đúng không? Tức là mình sẽ, bước đầu tiên là mình nghĩ về hạt giống đấy và mình bắt đầu tưởng tượng xem liệu cái cuộc sống tiếp theo của mình nó dựa vào cái hạt giống đấy nó như thế nào, đúng không? Thì đó là cái bước số 2 nhá, đúng không? Bước số 2 là hạt giống về thói quen. Ok, và bây giờ là bước số 3 là hạt giống về một cái cảm xúc mãnh liệt khi mà mình qua đời, đúng không? Và mọi người nhớ là trong cái bài thiền này thì mọi người không được phép nghĩ đến những cái suy nghĩ tiêu cực và những hạt giống xấu nhá. Chỉ được phép nghĩ đến hạt giống tốt thôi. Bởi vì sao? Bởi vì mục đích của mình là chọn lựa được hạt giống tốt, đúng không? Cho nên là trường hợp số 3 đó là mình hãy tưởng tượng bây giờ mình đang ở trên giường bệnh, mình đang ở trên cái giường của mình và mình sắp qua đời, đúng không? Và sẽ có một người thân của mình đến an ủi, nói chuyện với mình và nhắc mình về những điều tốt mình đã từng làm. Thế là tự dưng trong lòng mình có nảy sinh những thứ tốt đẹp, đúng không? Một cảm xúc rất là tốt đẹp, mình bình an, mình ra đi. Thế và cái hạt giống tốt đẹp đấy nó sẽ đưa mình đến một cái thế giới tốt đẹp, đúng không? Đây là hạt giống số 3 đấy, một cảm xúc mãnh liệt. Nhưng mình đương nhiên là mình phải cố gắng nghĩ đến hạt giống một cái cảm xúc tốt đẹp, đúng không? Một cái gì đó tốt đẹp. Và sau đấy thì mình bắt đầu tưởng tượng xem là liệu mà cái khi mà mình qua đời ấy, cái cảm xúc an bình, bình yên đấy thì nó sẽ đưa mình đến một thế giới như thế nào. Tương tự hạt giống số 2, đúng không? Mình cũng tưởng tượng xem là hạt giống này sẽ đưa mình tới đâu, đúng không? Và cuối cùng đó là hạt giống thứ 4, là hạt giống nghiêm trọng và mạnh, đúng không? Tức là mình sẽ nghĩ về những hạt giống mà
từ trước tới giờ lại mình thực hiện mà cái nào là những hạt giống tốt đẹp nhất, đúng không, mạnh nhất của mình. Ví dụ như là trong cuộc đời mình thì liệu mình đã từng, có thể là ai đó đã cứu người chết đuối chẳng hạn, đúng không, hoặc là cứu một sinh mệnh nào đấy, đúng không, thì đấy là cái hạt giống mà có thể tốt đẹp nhất. Hoặc là mình đã thực sự giúp đỡ một ai đấy trong tình cảnh mà mình cũng khó khăn, người ta cũng khó khăn, nhưng mình đã dốc hết lòng để giúp đỡ người ta, đúng không, thì đấy là một hạt giống mà cực kỳ mạnh. Và mình cũng tưởng tượng xem là nếu mà mình có cái hạt giống đấy thì cái kiếp sống tiếp theo của mình nó sẽ tốt đẹp như thế nào. Tức là với hạt giống số 2, số 3 và số 4 thì mình sẽ phải tưởng tượng, đúng không, là liệu cái hạt giống tốt đẹp đấy sẽ đưa mình về đâu. Thì đây chính là bốn cái suy nghĩ mà mình cần phải làm và mình cần phải rèn luyện hàng ngày trước khi mình đi ngủ. Mình xin nhắc lại nhé, thứ nhất là mình nghĩ về những hạt giống mà mình đã từng làm trong quá khứ từ khi mình còn nhỏ, đúng không, hạt giống đầu tiên mà mình tốt đẹp mà mình làm. Hạt giống thứ hai đó là những hạt giống tốt đẹp mà mình thường xuyên làm trong cuộc đời mình, đúng không. Hạt giống số 3 là mình hãy tưởng tượng về cái cảnh mà khi mình sắp qua đời thì mình sẽ có một cảm xúc yêu thương nào đấy, đúng không, bình an nào đấy, và nó sẽ đưa mình đến một cái thế giới tốt đẹp. Và thứ tư đó là mình phải nghĩ đến tất cả những cái hạt giống từ trước đến giờ, những cái hạt giống mà đẹp đẽ nhất, những cái hạt giống mà mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ của mình, đúng không. Thì đấy chính là bốn cái suy nghĩ mà mình cần phải rèn luyện. Và thầy có nói là đây là cái bài rèn luyện mà mình cần phải thực hiện hàng ngày. Có những người nói là bây giờ em mới có 30 tuổi và còn lâu em mới qua đời, tại sao em phải thực hiện cái này. Thầy bảo là kể cả khi mà bạn còn, ví dụ 50 năm nữa bạn mất, đúng không, hay là 40 năm nữa, hay là 20 năm nữa, hay là 10 năm nữa bạn mới mất, thì bạn cũng nên rèn luyện cái bài thiền này ngay từ bây giờ. Bởi vì là cái khoảnh khắc mà bạn qua đời ấy, đó là cái khoảnh khắc mà đau đớn nhất, bởi vì khi đấy tất cả các luân xa của bạn nó mở ra, nó được bị cắt. Thế là nó là cái khoảnh khắc đau đớn nhất của mình từ trước đến giờ, và gần như là mình không thể nghĩ được gì về nghiệp xấu hay nghiệp tốt đâu nếu mà mình không rèn luyện. Và việc và cái bài thiền này sẽ giúp mình là mình sẽ tạo thành thói quen, đúng không, tức là ở cái trạng thái mà gần như mất ý thức, đúng không, gần như mất ý thức rồi, mà tại cái thời điểm mấu chốt ấy, mình chuyển từ trạng thái còn ý thức sang trạng thái gần như là mất ý thức rồi, thì tại thời điểm mấu chốt này, thầy bảo là nếu mình kích hoạt được cái thời điểm, cái kích hoạt tại cái hạt giống tốt đẹp tại thời điểm này, đúng không, thì chắc chắn là mình sẽ tái sinh được vào một thế giới tốt đẹp. Thầy có nhấn mạnh như thế, đây chính là thời điểm mà mình cần kích hoạt hạt giống tốt của mình này. Và mình kích hoạt bằng cách là mình rèn luyện hàng ngày thông qua những suy nghĩ của mình, đúng không. Thế là hôm qua thì mình, khi mà mình học cái bài này thì mình bắt đầu nghĩ là mình nghĩ là mẹ mình là, tức là cả đời mình thấy lúc nào mẹ mình cũng nghĩ cho người khác ấy. Tức là mình nghĩ là khi mà làm bài thiền này thì mẹ mình sẽ rất là nhiều tư liệu, rất nhiều hạt giống tốt đẹp mà mẹ mình đã từng làm. Mình làm quá nhiều, có khi mẹ mình cũng không nhớ đâu. Cho nên là mình nghĩ là mẹ mình chỉ cần nhớ lại và kích hoạt và rèn luyện trước khi đi ngủ thôi. Thay vì là mình sẽ cầm điện thoại này, đúng không, mình nói chuyện, hay mình vào Facebook và nghe những cái sự nhảm nhí, đúng không, thì mình thay đổi bằng cách là mình sẽ nghĩ về tất cả những gì tốt đẹp mà mình đã từng làm. Thì nó sẽ giúp mình rèn luyện được để khi mình qua đời thì mình sẽ đi về một thế giới tốt đẹp. Không, xong qua mình cũng thực hành ấy, mình cũng thử thực hành và mình nhận ra là hình như mình bắt đầu suy nghĩ là hình như hồi bé không biết là mình có thực hiện những cái việc tốt nào không, thì thực ra nó không nhiều, nó rất là ít. Không nhiều, ban đầu khi mà mới bắt đầu suy nghĩ một phát thì tự dưng nó không có nhiều để cho mình nghĩ. Sau đấy thì mình nghĩ về những thói quen thì mình cũng không có thói quen gì việc tốt lắm thì phải. Sau đó mình mới nghĩ ra là thực ra thì mình cũng một chút, đó là hồi chị mình sinh em bé thì mình cũng có giúp đỡ chị mình một thời gian lúc chị mình có bầu hoặc là sinh em bé thôi, chứ sao mình không có nhiều. Và sau đấy thì hạt giống tốt đẹp nhất của mình từng làm thì mình cũng nghĩ là mình cũng không có nhiều ấy. Có lẽ là cái hạt giống tốt nhất của mình từng làm nó là chia sẻ về Phật pháp thôi, chia sẻ về cây bút, chia sẻ về Phật pháp với chị mình hoặc mẹ mình thôi, chứ thực ra mình nghĩ là nó không có nhiều như người khác đâu. Và mình hy vọng là mình có thể tiếp tục làm được những cái việc tốt hơn, mình hy vọng thế. Đối với nhiều người thì ví dụ mình thấy như mẹ mình thì tư liệu của mẹ mình rất là nhiều và mình chỉ cần lôi nó ra thôi, đúng không, mình chỉ cần lôi nó ra thôi. Còn như mình thì có nghĩ là mình nghĩ là mình sẽ phải bổ sung nhiều hơn nữa. Đấy là cái bài bốn cái suy nghĩ mà mình cần phải nhớ lại khi mà cần phải nghĩ đến khi mình đi ngủ ấy. Thì nó là với thầy Michael thì phải là hôm nào thầy cũng phải làm,
kể cả là mấy chục năm nữa bạn mất thì bây giờ bạn cũng phải làm luôn, bởi vì lúc đấy thì mình mới rèn được thói quen là khi mình qua đời thì mình mới có thể chọn được cái hạt giống tốt, đúng không? Và có một điều thầy muốn nhắc nhở nữa, đó là chúng ta nên nên nói với người thân của mình là hãy hỗ trợ mình tại thời điểm đấy, đúng không? Có thể là hỗ trợ bằng cách nào, có thể là người thân của mình tại lúc đấy thì sẽ giữ một cái không có không khí yên tĩnh này cho mình này, đúng không? Hoặc là sẽ giúp mình này nhắc lại tất cả những điều tốt mà mình đã từng làm, đúng không? Và sẽ không gây ra bất cứ một cái cảm xúc mãnh liệt về mặt tiêu cực cho mình, đúng không? Thì đấy là sự giúp đỡ mà người thân của mình có thể giúp mình khi mình qua đời. Thì cái đấy cũng là khá quan trọng, đúng không? Bởi vì khi mà mình được nhắc nhở như vậy, đúng không, thì mình có thể kích hoạt được những hạt giống tốt, đúng không? Ok, đấy là bốn cái trường hợp, cái bốn cái suy nghĩ mình cần nhớ đến, đúng không? Tiếp theo đó là cũng có một số trường hợp mà có thể là cả đời mình cũng là một người tương đối tốt chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà chẳng may vào cái thời điểm đấy mình nghe thấy tiếng gào gào thét khóc lóc của người thân, sau đấy thì ai đó kéo tay mình, thế là tự dưng mình nghĩ đến một cái cuộc cãi vã trước đây của mình, thế là tự dưng cái cảm xúc của mình nó dâng trào lên, và tự dưng cái lúc cảm xúc lúc đấy nó sẽ tiến mình đưa mình đến một cái thế giới không tốt đẹp gì, đúng không, một cái hạt giống xấu. Cho nên hoặc là có thể là cả đời mình làm thực ra chẳng có nhiều việc tốt đâu, nhưng mà ví dụ tự dưng cái lúc mình cần qua đời thì mình bắt đầu nghĩ đến tam bảo này, mình bắt đầu nghĩ đến Phật pháp, mình bắt đầu nghĩ đến nhân quả và mình bắt đầu nương tựa vào tam bảo, thế là tự dưng cái lúc đấy hạt giống của mình nó trổ xanh, thì nó cũng có thể đưa mình đến một thế giới tốt đẹp. Thì đấy là hai trường hợp mà thầy bảo hoàn toàn có thể xảy ra khi mà mình qua đời, đúng không? Cho nên là cái thời điểm mà mình qua đời ấy, nó là một cái thời điểm rất là nhạy cảm, và mình phải hết sức cẩn thận để có thể lựa chọn được một hạt giống tốt, đúng không? Ok, mình nghĩ là mình sẽ dừng lại cái clip ở đây. Mình hy vọng là nó sẽ có ích cho một ai đấy. Nếu mà có ích cho một ai đấy, mình nghĩ là nếu mà trong 1 phút hoặc nếu mà có ích cho một ai trong một phút thì mình cũng gieo được 3.600 hạt giống tốt rồi. Cho nên là mình hy vọng là mình và tất cả mọi người đều có thể cố gắng gieo được hạt giống tốt và nghĩ về những hạt giống tốt của mình. Xin chào tất cả mọi người, bye bye.